vị và các bạn, thị trường chứng khoán của chúng ta tăng rồi lại giảm rồi lại tăng, hết sức là điển hình. Tuy nhiên gần đây thì chúng ta thấy rằng là thanh khoản thì nhìn chung vẫn đang ở mức thấp, chứng tỏ rằng là các nhà đầu tư cũng vẫn còn rất thận trọng. Và chúng ta sẽ giúp cho các nhà đầu tư xem đài dự đoán một tí về thị trường chứng khoán trong thời gian sắp tới. Và ngày hôm nay thì tôi sẽ trao đổi với vị khách mời là anh Bùi Phước Hội, là trưởng phòng phân tích và đầu tư của công ty chứng khoán ORS. Xin chào anh Hội. Hôm nay thì rõ ràng chúng ta thấy rằng là chính là những cái cổ phiếu blue chips mà đã giữ níu kéo cho VN Index không có rớt sâu quá. Tuy nhiên chúng ta thấy rằng là nhóm cổ phiếu lớn ở sàn Hà Nội thì đa số là lại giảm. Thì anh có những cái nhận xét gì trên cái diễn biến của sàn Hà Nội? Thị trường hiện tại thì sau hai phiên giảm mạnh vừa rồi thì thị trường đã phiên hôm nay thì thị trường cũng đã có sự giảm, nhưng mà mức độ nó giảm nhẹ. Rõ ràng là tâm lý của nhà đầu tư hiện tại đang rất là yếu sau khi mà cái kết quả của cái việc đàm phán TPP không đạt được kết quả cuối cùng. Thì tâm lý thận trọng đã hiện rõ ở trong cái quyết định đầu tư của nhà đầu tư. Bên mua và bên bán họ đã không thực sự tham gia mạnh vào thị trường. Rõ ràng là sàn Hà thì nó có ảnh hưởng rất lớn bởi cái một vài các cái cổ phiếu có cái vốn hóa lớn. Do đó cái việc mà cổ phiếu vốn hóa lớn điển hình như ACB chẳng hạn mà giảm giá thì nó cũng lập tức nó ảnh hưởng đến cái xu hướng của chỉ số HN Index. Cũng giống như cổ phiếu, số cổ phiếu dầu khí có cái vốn hóa lớn, nếu mà nó giảm thì nó cũng tác động lớn đến chỉ số HNX Index. Vâng, cảm ơn anh. Và chúng ta thấy rằng là chúng ta sắp qua tháng 8 rồi, tức là đến đầu tháng 9 thì mọi người, đặc biệt là giới đầu tư thì lại nói nhiều về cái việc nới rung khối ngoại và cái nhóm cổ phiếu chứng khoán, khi mà cái nhóm này có thể là được coi như thành lập cái công ty 100% vốn nước ngoài luôn. Nhưng mà cái việc này đó thì cũng đã, các công ty chứng khoán cũng đã biết rất là lâu rồi, cũng đã chuẩn bị rất là lâu rồi. Thì chúng ta thấy rằng là rõ ràng chỉ có cái việc là khối ngoại thì họ mua nhiều các cổ phiếu chứng khoán, ví dụ SSI chẳng hạn, những cái cổ phiếu mà được tăng rung. Còn về phía các nhà đầu tư nội thì anh nghĩ rằng họ có hào hứng với cái việc đầu tư vào cổ phiếu chứng khoán cũng như là vào các cổ phiếu mà sắp sửa được nới rung khối ngoại không? Vâng, thì trong thời gian qua chúng ta cũng đề cập rất nhiều đến cái Nghị định 60 về việc nâng rung cho khối ngoại. Thì rõ ràng đây là một cái nghị định có tác động rất lớn đến cái thị trường chứng khoán của Việt Nam. Rõ ràng khi mà cái rung cho khối ngoại càng lớn thì cái xu hướng sẽ được hỗ trợ rất là tích cực trong xét về mặt dài hạn. Rõ ràng thì cái công ty chứng khoán mà được thành lập 100% vốn nước ngoài thì mình cũng đã trước đây thì mình cũng đã được cho phép rồi. Hiện tại thì nhà đầu tư trong nước họ quan tâm đến các cái công ty chứng khoán lớn ở trong nước mà đã có cái room mà tương đối là lớn của nhà đầu tư nước ngoài, hoặc là gần như là kính room. Như chị Trinh vừa đề cập SSI chẳng hạn, thì hiện tại SSI cũng đã gần kính room 49%, và sắp tới thì họ rõ ràng là họ sẽ đang lấy ý kiến để nâng tỷ lệ lên là tối đa. Thì đây cũng là một cái thông tin tích cực để cho nhà đầu tư nội có thể xem xét và tham gia đầu tư đối với những cái cổ phiếu có tiềm năng về mặt tài chính mạnh, có cái thị phần lớn và có cái sức ảnh hưởng lớn đến với thị trường. Nhà đầu tư nước ngoài họ cũng đang rất là quan tâm đến nhóm cổ phiếu này, cho nên là cái việc mà nhà đầu tư nội xem xét vào cổ phiếu này là cũng là một cái cơ hội. Một cơ hội để xin lời đúng không ạ? Và hôm nay thì chúng ta thấy rằng là có một cái thông tin khá nóng, đó là Trung Quốc phá giá đồng tiền nội tệ của mình. Và ngay lập tức thì giá đồng tiền của những cái thị trường châu Á như là Hàn Quốc, Nhật Bản hay là Úc thì lập tức thể hiện cái sự phản ánh từ cái việc mà phá giá đồng tiền của Trung Quốc. Như vậy thì nhìn về thị trường Việt Nam chúng ta một tí, thì nếu ở khía cạnh vĩ mô, kinh tế vĩ mô thì chắc là nó cũng có hai mặt
lợi và hại đúng không ạ? Tại vì chúng ta cũng vừa nhập mà vừa xuất từ Trung Quốc, và tương quan với lại các doanh nghiệp ở trên thị trường chứng khoán thì liệu rằng nó sẽ có một cái phản ứng như thế nào theo anh? Thực sự thì các doanh nghiệp, đối với doanh nghiệp niêm yết của Việt Nam thì cũng có doanh nghiệp xuất. Tuy nhiên là một số các doanh nghiệp xuất thì nó cũng không thực sự là nhiều. Việc mà đồng nhân dân tệ phá giá thì rõ ràng là đây là Trung Quốc là một quốc gia lớn và nền kinh tế hiện tại là lớn thứ hai thế giới. Cho nên là khi mà họ phá giá đồng tiền thì nó lập tức sẽ ảnh hưởng đến các cái nền kinh tế lớn, mà đa số là những cái nền kinh tế mà cũng có một cái mối tương quan gì đó, có mối tương quan, và họ là những nền kinh tế thuộc dạng là xuất siêu. Vâng. Chẳng hạn như các quốc gia mà chị Trinh vừa đề cập, rõ ràng khi mà họ phá giá đồng tiền thì có một phần là do cái kinh tế của Trung Quốc trong thời gian qua thì đã có sự sụt giảm. Và việc họ giảm giá cũng là một cái biện pháp để mà kích thích tăng trưởng kinh tế. Khi họ giảm giá thì có nghĩa là cái giá cả hàng hóa của Trung Quốc sẽ nó trở nên cạnh tranh hơn, và điều đó nó cũng sẽ ảnh hưởng đến các cái quốc gia mà xuất khẩu. Tuy nhiên do đó mà khi mà họ giảm giá thì lập tức các cái quốc gia đó sẽ cũng có sự biến động và ảnh hưởng ngay tức thời. Còn đối với Việt Nam thực sự thì chúng ta thì thường là quan hệ thương mại với Trung Quốc là chúng ta thường nhập siêu, và cũng là nhập siêu lớn từ Trung Quốc. Cho nên là theo tôi đánh giá thì rõ ràng về mặt vĩ mô thì khi mà đồng nhân dân tệ mà giảm giá thì giá cả hàng hóa Trung Quốc nó cũng trở nên rẻ hơn, và điều đó thì cũng có lợi cho đối với cái doanh nghiệp nhập khẩu của Việt Nam. Tuy nhiên về mặt xuất khẩu thì chúng ta cũng sẽ cũng có những cái bất lợi là giá của chúng ta không cũng khó cạnh tranh với giá của Trung Quốc. Do đó về mặt lâu dài thì nó cũng có tác động về mặt vĩ mô, còn như về mặt hiện tại tức thời thì rõ ràng các doanh nghiệp niêm yết của chúng ta thì nó cũng không có ảnh hưởng nhiều đối với cái thông tin này. Vâng, và cảm ơn anh rất nhiều vì những phân tích vừa rồi. Vâng, cảm ơn. Vâng, và kính thưa quý vị, chúng ta vừa tham khảo những ý kiến phân tích của anh Bùi Phúc Hội của công ty chứng khoán ORS, và cùng với những tính toán của riêng mình thì chúc các nhà đầu tư sẽ có những quyết định đầu tư sáng suốt. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Và kính thưa quý vị, sau đây là phần tóm tắt lại các thông tin chính của bản tin ngày hôm nay. Hiệp hội chăn nuôi Đông Nam Bộ cho biết vào thứ Năm tuần này, Cục Quản lý Cạnh tranh sẽ chính thức làm việc với Hiệp hội về vụ kiện chống bán phá giá thịt gà Mỹ tại Việt Nam. Vụ việc gà Mỹ bán giá quá rẻ gây thất thu cho ngành chăn nuôi trong nước đang là tâm điểm của dư luận. Phía Cục Quản lý Cạnh tranh đang có những tính toán thận trọng trước khi có động thái chính thức. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh vừa cho biết đến cuối tháng 7 năm nay, nợ xấu tại các ngân hàng ở thành phố đã giảm nhẹ còn 5,49%. Và cứ theo đà này thì lộ trình đến tháng 9 năm nay, nợ xấu sẽ về còn 3% là hoàn toàn có thể thực hiện được. Đề án chi tiết về thỏa thuận hợp tác phát triển nông nghiệp giữa Việt Nam, Nhật Bản sẽ sớm được triển khai trong 1-2 tháng tới. Đây là thông tin được ông Nguyễn Trung Dũng, tham tán công sứ thương mại, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản cho biết bên lề diễn đàn xúc tiến đầu tư và thương mại Việt Nam-Nhật Bản 2015 diễn ra mới đây tại Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại thì Nhật Bản đang có nhu cầu rất lớn về nhập khẩu các mặt hàng nông sản. Chỉ số giá nhà sản xuất giảm xuống thấp nhất trong vòng 6 năm, kim ngạch xuất khẩu cũng giảm, Trung Quốc vội vã nới rộng biên độ tỷ giá đồng nhân dân tệ lập tức về mức thấp nhất trong 3 năm. Các chuyên gia cho rằng Trung Quốc đang phá giá đồng tiền. Điều này cũng đi ngược lại với tuyên bố của Trung Quốc trước đó là nâng cao vị thế của nhân dân tệ, nâng giá đồng tiền này để thúc đẩy đầu tư ra nước ngoài và nhu cầu nội địa. Hôm nay thì Nhật đã tái khởi động lò phản ứng hạt nhân số 1 của nhà máy hạt nhân Sendai. Đây là lò hạt nhân đầu tiên được tái khởi động sau thảm họa hạt nhân Fukushima hồi năm 2011. Một khi lò hạt nhân đạt đủ năng lượng sau 10 ngày khởi động, các kỹ sư sẽ kiểm tra lần cuối để nhà máy đi vào sản xuất chính thức vào tháng 9. Tuy nhiên, người dân vẫn còn lo sợ vì những ảnh hưởng của động đất và sóng thần đã gây nên thảm họa hạt nhân tại nhà máy Fukushima trước đây. Và đến đây thì bản tin FBNC của chúng tôi cũng xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và xin mời quý vị hãy ghé thăm trang Facebook của FBNC để có thêm các thông tin và video của các chương trình trên kênh FBNC tại website facebook.com/kinh tế tài chính tv.
Và Tú Trinh xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào các bản tin FBNC khác.